Hello anh em, chào mừng anh em trở lại YouTube của mình. Mình là Thịnh BMW. Hôm nay trở lại thánh địa siêu xe Sài Gòn thì có cặp đôi Live in Teamwork anh em, cái hãng độ của Nhật Bản đấy. Thì để vào chi tiết thì mình sẽ điểm danh sơ siêu phẩm nào xuất hiện hôm nay nha. Đó là em Ferrari 488 GTB độ Live in Teamwork. Thì em này vừa có một chút thay đổi là ở phần cánh gió sau. Thì thay vì cánh gió to thì chủ đã chơi lại cánh gió detail á, cái đuôi dịch đó, anh em theo cái từ chuyên dụng là đuôi dịch. Và một em Aston Martin của siêu xe này của anh, DB9. Đấy, thì thêm một em phía sau nữa thì để mình điểm danh tới cái hãng độ Live in Teamwork này đi nha. Rồi, Live in Teamwork là hãng độ của Nhật Bản do nhà sáng lập là Wataru Kato anh em. Đó, thì cái hãng độ này chuyên độ cho các dòng siêu xe như Ferrari, Lamborghini, McLaren, Audi, Maserati. Đấy, thì cái hãng độ này á, nó chỉ sản xuất 50 bộ kit LB World cho Lamborghini Aventador là bản Limited Edition đó, là 30 bộ dành cho thị trường nội địa là của Nhật Bản luôn, còn 20 bộ á, là xuất gia trên toàn thế giới. Là ai có được một bộ này coi như là khủng lắm luôn á. Còn em Ferrari này thì nó không có số thứ tự. Đấy, đây là bộ mâm Forgiato nè, một phục RS, anh em thấy đậu sát không? Là khi có bộ phục này thì mình đậu xe mình sẽ hạ xuống, còn lúc mình chạy mình sẽ nâng lên, nên là mấy cái đường gồ ghề cũng không sao. Đó anh em thấy chưa, cái đường mà nó cắt đó là nó ốp cái phần wide body vô, nên là nhìn nó rộng hơn rất nhiều. Đấy, Ferrari 488 GTB thì nó sử dụng động cơ là V8 twin turbo nè, 3.9 lít, sản sinh công suất là 660 mã lực, mô men xoắn cực đại là 760 Nm. Thì cái siêu xe này nó tăng tốc từ 0 tới 100 á là 3 giây trước khi đạt tốc độ tối đa là 330 km/h. Và đây siêu phẩm của chúng ta, Lamborghini Aventador độ Live in Teamwork Limited Edition. Đó, cái bản này là độ là số 2 trên toàn thế giới đó anh em. Trên website của Live in Teamwork á, thì bộ kit này được niêm yết giá là gần 60.000 đô, 60.000 USD. Thì nếu mà tính hết cái chi phí mà để vận chuyển lắp đặt á, thì là nếu mà ở Việt Nam nha là 3 tỷ Việt Nam đồng. Ghê anh em, ghê chưa, kinh khủng chưa, cái bản độ mà trên 3 tỷ là ghê lắm luôn á. Nó ngang ngửa với lại một chiếc xe BMW hay mẹt là hạng sang luôn rồi đó. Đã biết mấy anh chủ chịu chơi cả nào rồi. Và chiếc Lamborghini độ Live in Teamwork này á, nó sử dụng động cơ V12 6.5 lít anh em, hút khí tự nhiên. Đấy, cái đặc trưng của Lambo nó là cái đó, khí tự nhiên, công suất là 700 mã lực, mô men xoắn cực đại là 690 Nm. Theo nhà sản xuất á, thì chiếc Lamborghini Aventador thì tăng tốc 2.9 giây để lên từ 0 tới 100 km/h và tốc độ tối đa là 350 km/h. Thì cái tốc độ này á, thì nếu mà độ LB á, thì nó có thể là nó đua mà trong trường đua anh em, nó đậm hơn. Chứ là chạy chùm đua mình nghĩ chắc nó sẽ chậm lại chút, tại vì cái trọng lượng nó tăng thêm ha. Đó là khi mình vô cua đồ á, mấy pha đó thôi chuẩn luôn. Rồi mình đợi mấy em này di chuyển trên phố, mình sẽ cho anh em cái cảm nhận được cái âm thanh cực phê của em đó khi di chuyển, và cái di chuyển mà qua mấy cái gờ nó sẽ thế nào, tại vì mấy em Live in Teamwork thì gầm thấp lắm ấy, nên là bây giờ mình sẽ đợi dí nha, dí hai em này luôn cho anh em xem. Đây đây, máy ảnh đi rồi nè, máy ảnh đi rồi nè. Đẹp phải không? Đi Lambo nhưng mà cũng quần ngắn thôi, dép lạo thôi. Đó, nói chung là mình thành công thì mình mặc gì cũng được, nên là anh em dám thành công nha. Đấy, rồi. Để coi mấy em nhỏ di chuyển thế nào nha. À, anh em coi cái độ này nha. Anh em coi cái độ này nè. Nó sẽ nâng lên, nó sẽ nâng lên. Đấy, thấy chưa? Mấy ảnh sẽ nâng lên vừa đủ thôi, đi qua mấy cái gờ thôi, tại đường Sài Gòn nó cũng đẹp quá rồi. Anh em xem kỹ nha, cái độ này phơi lắm luôn á. Wow, cái bộ âm nó ảo vô cùng anh em, anh em thấy lúc mới di chuyển không, ảo cực kỳ ảo. Và đây là em Aven. Quá kinh khủng.
rồi, mình sẽ giết một đội cho anh em xem nha. Coi cái di chuyển thế nào nè, anh em thấy chưa? À, khá là sát đất đó. Wow, cái tiếng kìa, anh em nghe tiếng bắp rang không? À, cái con AV này nó đặc biệt là cái cây vô này đó, nó là đặc biệt nha anh em. Nó là dùng cho cái bản 750S là bản, ổ lộn 750 là bản FV đó. Đó, mà nó lắp được trên con này quá đỉnh luôn. Nên là cái tiếng nó nổ lâu, cái tiếng bắp rang nữa, rất hay. Anh em coi nha, lắc nhiều đoạn nó phê, cực kỳ phê luôn. Wow, ý kịch chưa anh em, ý kịch chưa. À, là do mình dí trên đường phố nên là nó có nhiều gió anh em, nó có tiếng gió, tại mình chạy cũng nhanh đó, nên là anh em thông cảm nha, có gì thông cảm nha. Xuống hầm nè, đó, đẹp banh nóc luôn. Wow, quá khủng khiếp. Đấy, và anh em coi cái đoạn này di chuyển qua mấy cái gờ nha. Mặc dù cái gầm sát nhưng mà anh di chuyển rất là ok. Tại vì chắc anh canh được cái đoạn này rồi, nên là chỉnh à. Anh em thấy chưa, vừa đủ luôn. Vừa đủ luôn, vừa đủ để qua cái gờ luôn. Dù sát sạc gì đó. À, đường này thì vô landmark nha anh em, landmark 81 đó, landmark 81. Đấy, chỗ là cư dân của landmark, cư dân Vinhome, ước mơ của nhiều người đó anh em. Quá đẹp luôn, quay cận cảnh về phê anh em. Anh em thấy hay nhớ like một like, một subscribe nha. Đấy, và xe vô hầm rồi, di chuyển vô hầm luôn. Quá đỉnh, di chuyển được xuống hầm luôn. Anh em coi nha, coi đoạn này. Xuống hầm dễ dàng luôn anh em. Vô hầm ở đây mà dí vô nữa, mình gửi xe nữa. Thôi chắc em có cái clip hay, cực hay để coi luôn rồi. Vô cái âm thanh nó vang lắm. Rồi, chào tạm biệt anh em nha. Anh em nhớ like, subscribe. À không, còn chiếc Furry này nữa. Mình có dí một đội cho anh em xem luôn.